truyền nhiễm do virus SARS-CoV-2 gây ra, phát hiện vào tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc. COVID-19 có thể lây truyền qua nhiều con đường như đường hô hấp, qua tiếp xúc với bệnh nhân. Người nhiễm COVID-19 thường có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, đau mỏi người, mất vị giác, khứu giác. Do sự bùng phát mạnh và lây truyền nhanh chóng của virus, toàn cầu đang phải hứng chịu nhiều hậu quả của làn sóng COVID. Kinh tế suy thoái trầm trọng, y tế khủng hoảng. Thách thức lớn với nền giáo dục khi học sinh không được đến trường học trực tiếp, thay vào đó là học online. An ninh xã hội bất ổn, cuộc sống của người dân bị đe dọa. Vì vậy, mỗi chúng ta ngay bây giờ hãy nâng cao ý thức, tự giác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ chính mình và cuộc sống của xã hội bằng cách thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết. Nếu bắt buộc ra ngoài, cần phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh một cách an toàn. Thực hiện tốt thông điệp 5K. Thông điệp 5T. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Nếu có biểu hiện sốt, khó thở, hãy tự cách ly và gọi điện cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. Thực hiện khai báo y tế trên một số ứng dụng online. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc. Ăn uống đủ chất, hợp lý. Uống nước ấm thường xuyên để bảo vệ họng và tránh cổ họng bị khô. Tăng cường vận động, tập thể dục thường xuyên cho sức khỏe. Tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai, dịch bệnh cũng đang diễn biến một cách phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Với tình hình như vậy, ở địa phương hãy thực hiện cách ly tập trung ở nhà cho công dân tiếp xúc với bệnh nhân F0 và những người đi từ vùng dịch trở về. Mỗi hộ gia đình có bệnh nhân F0 đều được dán biển cảnh báo để theo dõi sức khỏe. Tổ chức tiêm vaccine tại trạm y tế xã Mường Giàng hoặc bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai. Đến đây, chúng em xin kính chúc quý thầy cô cùng các bạn học sinh luôn mạnh khỏe, không chủ quan, lơ là cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại nhà và trường. Và chúng em cũng xin gửi những lời tri ân chân thành nhất đến các y bác sĩ, tình nguyện viên vì sự cống hiến hết mình và những sự nỗ lực hết mình để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Để đó mãi là những hình ảnh đẹp, đáng trân quý và khắc sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chúng ta hãy luôn cố gắng cùng nhau chung tay bảo vệ cuộc sống của chính mình, người thân và xã hội.